Lý Băng Băng chặt chém Triệu Lệ Dĩnh. Netizen nhận xét, U50 vẫn cư sừng làm nghé. Bên cạnh tài năng thì ngoại hình nổi trội là yếu tố cực kỳ quan trọng giúp các ngôi sao chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Đặc biệt, đối với các sao nữ, việc giữ gìn nhan sắc xinh đẹp và trẻ trung làm mờ đi dấu hiệu của tuổi tác càng quan trọng hơn nữa. Chỉ cần giữ được vóc dáng cân đối, ngoại hình trẻ trung, không ít sao nữ dù đã ở tuổi trung niên vẫn duy trì được sự nổi tiếng, thành công, chẳng kém gì các sao nữ trẻ tuổi. Một trong số đó chính là nữ diễn viên Lý Băng Băng. Trong bộ ảnh chụp chung với Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên họ Lý nhìn trẻ trung chẳng kém đàn em. Nguyên nhân được cho là, ngoài nhan sắc không tuổi, nữ diễn viên sinh năm 1973 thường xuyên cưa sừng làm nghé, khiến bản thân trẻ trung xinh đẹp chẳng kém Triệu Lệ Dĩnh. Khi hai người cùng mặc áo đôi để chụp hình, ít ai có thể nhận ra khoảng cách tuổi tác giữa hai nữ diễn viên. Nhiều người còn nhận xét Lý Băng Băng trông như bạn học của Triệu Lệ Dĩnh. Đáng nói, đây không phải lần đầu Lý Băng Băng chặt chém đàn em về khoảng nhan sắc. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh đã cùng ekip bí mật tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho nữ diễn viên Lý Băng Băng. Rất nhiều khung hình chụp chung của cả hai người đã được mỹ nhân thiên hạ vô tặc chia sẻ. Triệu Lệ Dĩnh gây bất ngờ bởi gương mặt trẻ trung, hai má bầu bỉnh, vi sù lên hương vùng vụt. Vậy nhưng mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía Lý Băng Băng. Nữ diễn viên đón tuổi sinh nhật lần thứ 48 nhưng nhan sắc lại hắc tuổi dữ dội. Trên mạng xã hội, netizen thậm chí còn bình luận rằng Lý Băng Băng trông không khác nào mới 28 tuổi. Nhiều năm nay, bất chấp chênh lệch tuổi tác, Lý Băng Băng và Triệu Lệ Dĩnh giữ một mối quan hệ thân thiết. Tờ Cosmo nhận định, cách Lý Băng Băng và Triệu Lệ Dĩnh thân thiết không giống như tình bạn giữa các cô gái theo quan niệm truyền thống. Miêu tả về tình cảm giữa Băng Băng và Triệu Lệ Dĩnh, tờ báo gọi họ là điểm tựa, đồng minh tinh thần của nhau. Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ, cả cô và đàn chị họ Lý đều bận rộn với những kế hoạch riêng trong cuộc sống và không gặp gỡ thường xuyên. Dù vậy, hai người luôn cảm thấy rằng chỉ cần biết đến sự tồn tại của nửa kia là có thể cảm thấy ấm áp và được an ủi, sẽ không thấy cô đơn. Lý Băng Băng và Triệu Lệ Dĩnh chung tay quản lý một công ty. Cả hai thường trò chuyện với nhau khi tình cờ gặp gỡ tại sự kiện. Trong giới, Triệu Lệ Dĩnh và Lý Băng Băng đều ít bạn thân, do đó tình cảm họ dành cho nhau rất giá trị. Trò chuyện với tờ Cosmo, Triệu Lệ Dĩnh cho rằng mỗi người là duy nhất và đặc biệt nhất. Mỗi cô gái nên có một trái tim mạnh mẽ và sự tự tin cho riêng mình. Chúng ta không có cách nào để giữ gìn ngoại hình mãi mãi không thay đổi, nhưng sự kiên định và tự tin trong trái tim sẽ bất biến theo thời gian, cô nói. Triệu Lệ Dĩnh thổ lộ, nếu có thể tôi thực sự hy vọng có thể cùng chị Băng Băng đi du lịch đến một nơi đầy ánh nắng, cùng nhau thư giãn. Cô coi Lý Băng Băng như chị gái ruột của mình. Theo Sohu, Triệu Lệ Dĩnh và Lý Băng Băng tìm thấy nhiều quan điểm chung trong đời sống, đặc biệt sau khi Lệ Dĩnh bỏ chồng, tài tử Phùng Thiệu Phong. Trong khi đó, Lý Băng Băng hồi đầu năm cũng chia tay người bạn trai kém nhiều tuổi, hiện sống độc thân. Hai người đẹp đều thuộc tuyết nữ cường, đề cao tự do cá nhân và sự thành công trong sự nghiệp. Dù có sự nghiệp thành công và nhan sắc trẻ mãi không già, nhưng Lý Băng Băng vẫn lận đận về chuyện tình cảm. Cách đây không lâu, nữ diễn viên chính thức thông báo đã chia tay bạn trai Hứa Văn Nam sau 3 năm bên nhau. Trong bài phỏng vấn mới nhất với tờ Vogue China, mỹ nhân 48 tuổi chia sẻ, "Chúng tôi đã lựa chọn chia tay. Mặc dù về mặt tình cảm, chúng tôi đã không còn là người yêu, nhưng vẫn sẽ là người thân của nhau."